Thưa các anh chị, thưa tất cả các bạn, quay đi quay lại cũng đã bước sang năm 15 của EPSOP và ngày hôm nay tôi đứng đây và tôi cảm thấy thực sự vui khi mà có đến 2.400 bạn cùng tham dự một buổi tiệc như thế này. Anh Bình bảo là EPSOP tổ chức chào mừng 15 năm to hơn cả là tập đoàn FT tổ chức cho 25 năm. Tuy nhiên là anh Bình cũng không có cách nào để tập hợp được 16.000 người, chả nhẽ lại thuê sân vận động. Dạ vâng, thôi cứ cho phép bọn em đông người hơn, nhưng bọn em trẻ hơn thì nói chung là cũng cần vui hơn. Cho phép tôi, các bạn đã nhìn thấy rất là nhiều khuôn mặt và nói vậy, không có những người bắt đầu, không có những con người đấy thì sẽ có không có hàng ngàn người ngày hôm nay. Cho phép tôi được mời lên sân khấu những người bắt đầu của EPSOP. Và đương nhiên, người đầu tiên tôi xin mời lên sân khấu là anh Nguyễn Thành Năng. Dạ vâng, bây giờ bởi vì là tiết mục còn diễn nữa, thành ra đề nghị anh Nam bắt đầu đứng từ phía bên này ạ. Mình sẽ đứng chéo này, lát nữa anh sẽ giới thiệu ngược trở lại. Tôi xin mời lên sân khấu ba anh đã lúc đấy đã là ba cao thủ rồi ạ. Xin mời anh Nguyễn Lâm Phương, anh Nguyễn Khắc Thành, anh Lê Hồng Sơn. Dạ vâng, anh Lâm Phương bây giờ thì đã là CTO của tập đoàn. Anh Nguyễn Khắc Thành thì là hiệu trưởng đại học FPT. À, hiệu phó, vâng, tôi xin lỗi. Anh Sơn thì ra ngoài mở một công ty nghe nói rất là to. Chéo bên này anh Nam đến đâu ạ? Dạ vâng, tôi xin mời lên sân khấu những thành viên ngày ấy của EPSOP. Tôi xin mời lên sân khấu anh Bùi Chí Hùng. Tôi nghe nói anh Hùng thì đang công việc ở Pháp. Xin mời anh Vũ Xuân Hạ. Anh Nguyễn Ngọc Toàn. Xin mời lên sân khấu anh Nguyễn Đức Quỳnh, anh Hoàng Việt Anh, anh Nguyễn Đắc Việt Dũng và anh Trần Sơn Khôn. Rất là đáng tiếc, ngoài các cao thủ này thì còn có hai anh là những thành viên này đấy nhưng hôm nay không có mặt được. Nhưng mà tôi cũng xin lên tên, đấy là Bạch Thành Lê và Vương Quang Khải. Lúc đấy là đang là hai sinh viên nhưng cũng đã là thành viên của người đầu tiên của EPSOP. Và ngoài những người này, tôi 11 gương mặt này tôi xin mời lên sân khấu hai gương mặt rất đặc biệt của EPSOP. Tôi xin mời anh Hùng Henry. Tôi nói thật là tôi biết là tên anh không phải là Hùng Henry nhưng mà chúng tôi quen quá rồi nên không đổi được tên nữa. Và anh Lê Thế Hùng, anh Hùng Dâu. Vâng, theo thông lệ thì tôi sẽ là người kể chuyện ngày hôm nay. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là anh Nam mới là người thích hợp để chia sẻ với chúng ta. Tôi xin mời anh Nam. Cảm ơn ạ. Thì tôi được kính thưa các anh các chị và các vị khách quý. Thì tôi được đặt hàng và kể lại câu chuyện là EPSOP đã ra đời như thế nào. Tất nhiên là câu chuyện thì cũng là có tính chất văn học thôi, không nhất thiết là hoàn toàn đúng sự thật. Mình sẽ bắt đầu được một câu hát này. Trong khán phòng bạn nào đoán được bài hát này là bài gì thì giơ tay và tôi sẽ có phần thưởng. Thần dân nghe trăng sơn hà nguy biên, hận thù đằng đằng nên hòa hay chiến. Bài biết không? Bài biết không? Tất nhiên bài này tất cả con biết, bài này là bài hát Hội nghị Diên Hồng. Các bạn có thể search trên Google, tranh thủ search đi, về đây không có mạng tôi biết rồi. Đây là bài hát Hội nghị Diên Hồng mà được lấy làm chủ đề của Hội nghị Chiến lược 10 năm FPT năm 1998 tại Đồ Sơn.
Tại thời điểm đó, FT đã trở thành công ty hàng đầu về công nghệ thông tin của Việt Nam. Nhưng mà tại sao lại có câu chuyện Sơn Hà nguy biến? Tại sao lại có câu chuyện là nên hòa hay chiến? Thì quay lại thời kỳ đó là các bạn phải nhớ rằng năm 1997 thì xảy ra cái cuộc khủng hoảng tài chính ở nước Đông Nam Á. Và năm 1998 thì nước Việt Nam cũng rơi vào cuộc khủng hoảng đó và tình trạng nói chung là tương đối bi đát. Thứ hai là cái khao khát của anh Bình, lãnh đạo FPT là xây dựng cái công ty phần mềm. Thì từ hồi thành lập năm 1988 là có 6 thành viên. Đến năm 1998, sau 10 năm thì chúng ta có khoảng độ 30 thành viên. Và toàn bộ doanh thu lúc đấy giờ có độ 200.000 đô. Và tôi nghĩ rằng, tôi nhớ rằng lúc đó chúng tôi còn đặt kế hoạch là năm 2000 là có 1 triệu đô là thấy nó ảo tưởng, không thể nào làm được. Thì phải nghĩ ra một phương án khác, phải có một cách đi khác. Thì anh Bình đã triệu tập hội nghị, gọi là hội nghị Diên Hồng năm 1988 tại Đồ Sơn, lấy khẩu hiệu là xuất hay là chết. Thế khẩu hiệu thì nghe nó phấn khởi lắm, hào hứng. Bởi vì đằng nào chết thế thì xuất thì hơn. Đâm ra là anh em nhất trí ngay. Anh Bình đã hỏi là xuất hay là chết thì tất nhiên anh em đồng ý là xuất, không ai đồng ý chết cả. Và anh Lê Quang Tiến thì đồng ý chi 1 triệu đô. Phải nói rằng 1 triệu đô lúc đấy rất lớn, bởi vì doanh thu toàn bộ FPT lúc đấy có 40 triệu đô thôi. Và 1 triệu đấy thì là một cành bạc tương đối mạo hiểm. Tuy bởi vì là hỏi là xuất cái gì, xuất đi đâu, xuất cho ai thì cũng chưa ai trả lời được cả. Thì xong hồi mặc cả đàm phán đi đàm phán lại thì chúng tôi thống nhất là sẽ chi 1 triệu đô để trở thành một công ty hàng đầu khu vực. Còn chúng không nói rõ là khu vực nào để sau này còn có đường lui. Thì để trả lời tất cả câu hỏi mà các bạn hỏi thì ngay sau đó anh Bình cùng với hai đồ đệ là một anh là tôi và thứ hai là anh Hùng Dâu thì lên đường sang Ấn Độ thỉnh kinh là một tuần. Tôi tạm gọi là một tuần ăn cà ri ở ký túc xá, xem PowerPoint và moi tài liệu trong thùng rác. Chúng tôi có bốn nhiệm vụ chính, là một là về ăn cà ri thì anh Bình bảo là đi đâu ở đâu phải ăn ở đấy, ra đường mà ăn thôi. Thì tôi còn nhớ câu chuyện rất là hay với anh Bình, là tôi với anh Bình anh Hùng ăn ngoài, ăn ở vỉa hè mà có một miếng đĩa cà ri và một cái bánh nó gọi bánh nan. Thì anh Bình bị thằng nào nó quẹt mất một nửa, thì anh Bình nó đổ cho tôi. Nhưng mà thực ra không phải, chúng tôi cũng phát hiện là có con dê nó ở trên vỉa hè, nên các anh Bình ông cầm cái bánh, đĩa bánh này ông không để ý, nó ăn bé một nửa không ấy. Thế sau đó ông mới tiếp, ông vẫn ăn tiếp. Tôi thì không biết ở đâu, đấy là ăn cà ri ở ký túc xá, là bởi vì lúc đấy bọn nó vào khách sạn. Thế là mình vào khách sạn thì hóa ra bọn nó lừa, nó ký túc xá sinh viên đến hè nó về, thì nó cho mình vào ở một phòng 12 người, mũi dẹp đốt gần chết. Và thứ ba là xem PowerPoint, thì đến đâu các bạn cũng trình bày tất cả loại PowerPoint, gọi xem và ghi chép như điên. Cuối cùng thì là rình rình lúc nào không để ý, đặc biệt chú anh Hùng thôi, chứ chúng tôi là người đàng hoàng. Thì anh Hùng là bạn không để ý lại chui ra thùng rác để xem có gì đút túi. Thì anh Hùng bảo rằng là ở thùng rác là có nhiều bí mật. Đã, thì xin phép được mời anh Bình lên sân khấu nhỉ. Trên đường về thì anh chúng tôi có một ở sân bay Bangkok. Thì anh Bình có, đây là danh sách những cái đại gia mà chúng tôi đã đến thăm: Tata, rồi Wipro, Infosys, Motorola, NIT. Trên đường về thì tôi nghĩ rằng là sân bay chúng tôi cũng cảm giác là bị choáng. Thì ở sân bay Bangkok thì mình đã giao nhiệm vụ cho tôi là phải thành lập một cái đơn vị phần mềm, chiến lược để xuất khẩu phần mềm. Nhưng mà em muốn hỏi anh Bình một câu này. Tại thời điểm đấy, ngoài cái việc giao cho em nhiệm vụ đó, anh còn đưa cho em một thứ nữa, thì anh còn nhớ cái gì? Tất nhiên là chuyện văn học thôi. Văn học mới tưởng tượng đấy. Hình như trong
trong chuyến đi anh có kiểm tra độ thông minh của cả đội ra không? Chỉ anh em thôi, hôm đấy là anh em cùng câu về trước. À, anh quên rồi. Anh cho em một bát mì. Một bát mì. Một bát mì. Đấy, anh mua cho tôi bát mì. Và anh bảo rằng là em phải nhận nhiệm vụ này. Nhưng tất nhiên, anh muốn nói chuyện nhưng không quan trọng nhất là anh đã dựa trên tiêu chí nào mà lựa chọn 11, 13 người đấy? À, thực sự lúc ấy chúng ta có một cái đơn vị phần mềm FAS và nghĩ rằng đây là một cuộc chiến hết sức khó khăn, cho nên đã thiết kế một cái cuộc phỏng vấn mà kinh hoàng nhất và gồm tất cả các cao thủ FPT, và hình như là hỏi ai vượt được phải qua 4 cao thủ. Và câu hỏi thông thường ấy là cái giai đoạn làm việc dài nhất trong cuộc đời bạn là bao nhiêu tiếng, thì loại mà khoảng 18-20 tiếng thì bắt đầu có thể lọt vào danh sách. 18-20 tiếng một ngày đúng không? Một ngày. Đã từng làm việc 18-20 tiếng. Tức là những người có thể chịu đựng cái áp lực căng thẳng nhất. Không biết trong các bạn đấy có bạn nào mà nhớ được câu hỏi mà bị anh định hỏi không? Đấy, đây có thể là một tình tiết ban đầu. Anh đang nhớ tiền tiết gì? Nếu mà câu hỏi thì của anh Bình thì không nhớ. Nhưng mà nếu mà anh Bình mà hỏi mình lúc ấy thì chắc là mình phải vượt xa. Bởi vì mình đã từng đánh bài 5 ngày đêm liền, không ăn, không uống. Nên chắc chắn mình vượt qua câu đấy. Còn câu hỏi thì lúc ấy thì hay. Đúng là anh Bình mặc qua 3-4 vòng kiểm tra, xong thi IQ, thi GMAT, nói chung là đau hết cả đầu. Xong mình nhớ là anh Nam anh Bình ra mặt rất hớn hở. Bảo mỗi người có một danh sách riêng chọn lọc. Sau đấy hai người khớp cái danh sách lại với nhau, cuối cùng mới chọn ra và bảo là danh sách hoàn toàn khớp, trừ có một người là không khớp, người đó đúng như vậy. Và người ấy hình như giận tôi đến bây giờ, cũng là một đại cao thủ sau này đóng góp rất lớn cho tập đoàn FPT. Các anh ông, em hỏi anh câu là anh nói được cái gì trong thùng rác? Tôi nhớ là hồi đấy là ra và tôi đi là đến cái chỗ Ibro nhỉ, hình như là Ibro. Thế sau đó là anh Bình với anh Nam với tôi được họ giới thiệu, bởi vì là hồi đấy là cũng nói là biết rằng là để xuất khẩu phần mềm thì một trong những điều rất quan trọng là chúng ta phải có cái hệ thống mà gọi là tài liệu viết các đơn vị cho mà tuân thủ, bởi vì nó thành ngày sản xuất nó giống như là xây dựng đấy, tức là nó phải có ISO, phải có CMM và thứ đấy. Thế thì nghe chị trình bày khi trình bày thì là họ trình bày nó có thể sau chúng tôi với tình cờ đi gọi là chép anh Nam anh Bình ấy, thì là ngồi cứ nghe kia ông trình bày về có chất lượng tờ họ đưa cho tôi, còn tôi một cái tập rồi anh Nam mình cứ kéo thời gian của tôi rồi, thành chép đấy. Thế từ từ sau đó thùng rác ấy, trong đống ấy thì có rất nhiều, trong đó thì tôi nhìn thấy có mấy cái bảng mẫu. Thế sau đó thì mình mới chỗ đấy cái tập đấy mình không biết là mình lấy được, bởi họ lấy họ cứ về vì chắc thôi. Thế sau đó đi qua cái hành lang thùng rác, nhân nhìn lên thấy trong đấy có một cái test plan đấy, thì trông giống cái mẫu mà ấy là cái là mình thủ luôn mang về, sau đó đưa cho cái đội mà khi làm giấy khi đấy. Bây giờ không biết có được không mà không nhớ được. Như vậy là để phát hiện ra anh Hùng lúc đấy đã cắp được cái test plan. Bây giờ mới biết là test plan, nhưng đấy không biết nó là cái gì. Giống cái lúc đấy người ta trình bày. Bổ sung chỉnh lại, thực ra hôm ấy là gặp Tata Consultants và lúc đấy là chúng ta nói chuyện với người phụ trách nhân sự của tập đoàn Tata và họ kể rất là ấn tượng. Nhưng mà mình quan tâm nhất ấy là sản xuất phần mềm nó như thế nào, chắc phải có bí kíp. Thế thì họ bảo bí kíp họ đây, thì mình xin bảo thế tôi cứ phải ông cứ đem hồ sơ tôi xem cái. Thế họ đem một tập thế này. Mà Hùng Dâu thì thô không thể tưởng tượng được. Vô phát chép luôn. Tôi chưa thấy ai mà đánh cắp công nghệ, tôi tưởng chiến hữu mình là đỉnh cao liếc rất là nhớ hết về nhà chép lại, ông chép ngay tại chỗ. Nhưng mà sau đó thì tôi với anh
Nam đã cố hết sức hỏi những câu hỏi hết sức là hấp dẫn, thông minh để làm cho họ đừng để ý một ông cắm đầu cắm cổ chép. À và sau này thì là toàn bộ những cái công nghệ đó đã chuyển cho bộ thông tin truyền thông. Nhớ lại khổ quá, cổ nhân anh các anh trông khổ quá, tự nhiên chuyển giao họ cho các công ty Việt Nam rồi. Ba người cảm ơn anh. Như vậy là sau hồi rèn luyện, đặc biệt là một môn đánh bài qua đêm thì đã chọn được 13 thành viên. Thì danh sách thì mấy anh Tiến đã đọc rồi. Tại đơn vị gọi là đơn vị phần mềm chiến lược số 1. Đâm ra nhiệm vụ được giao cũng là nhiệm vụ chiến lược, không làm những nhiệm vụ vớ vẩn. Hôm nay đã thế thì anh hỏi Nam, ngày đấy thực ra thỉnh kinh ấy, thì ngoài mấy cái thứ test plan này nó tủ mủ này cũng kể, nhưng mà thực sự có được thỉnh kinh thật, anh mua hình như là 10,5 kg sách Kama Sutra thì... Kama Sutra chưa kịp đọc, chưa kịp đọc thì em shop mượn sách bách mà đến hôm nay chưa trả buổi nào. Có làm đấy không? Thì tại sao có mỗi mình chú thề? Anh ghi là thằng Quỳnh. Thế là tóm lại là anh thì mua Kama Sutra, còn anh Hồng thì chép cái quyển quy trình gì đấy, đúng không? Hai cái đều mất hút. Thì nhiệm vụ đầu tiên chiến lược được giao cho đơn vị này là đi tìm chỗ. Và tôi nhớ anh mình có dặn là làm cái văn phòng cho đàng hoàng. Thì lúc đấy anh em chẳng biết văn phòng đàng hoàng thế nào nên giao ngay việc này cho anh Hoàng Việt Anh. Thì xin hỏi anh Việt Anh là văn phòng đàng hoàng là văn phòng như thế nào? Và tại sao anh lại chọn cái số 23 lắng ạ? Vâng, thực ra thì lúc đấy sau 10 năm thì FPT là số 1 của Việt Nam, nhưng mà phát triển ở bên ngoài cũng chưa mạnh. Cá nhân tôi thì đến năm 98 thì chưa đi được ngoài bao giờ, thế ra là không hiểu cái văn phòng đàng hoàng theo tiêu chuẩn phương Tây là thế nào. Thì lúc bây giờ thì có một lần là tôi lên thăm anh Henry Hùng ở tầng 6 tòa nhà 23 Lăng Hạ, City Flower. Thì lúc bây giờ anh Hùng đang làm việc trong một công ty tên là Dynamic Solutions, có lẽ là một trong những công ty tiên phong về xuất khẩu phần mềm tại Việt Nam lúc bây giờ. Thì lên xem cái văn phòng của anh Hùng thì thế ấn tượng lắm. Nhưng mà là đấy làm thì nó phải trông như thế này, nó gọi là chuẩn. Và tại sao không chọn ngay cái tầng dưới đây thì còn nó cũng đang cho thuê. Đấy, thì tôi xuống tầng dưới xem thì đúng là thấy có cái khu vực làm việc có thể ngồi cho khoảng độ 15-20 người được thật. Đấy, nhưng quan trọng hơn cả, thì khi mà xuống đến đầu cổng thì nó có quán phở cái rất là ngon, mà tính tôi là thích ăn phở. Thế tôi tiện quá về báo với anh Thành Nam. Thế thì thực sự là lấy lý do là gần Dynamic Solution lấy được cái chuẩn mực của phương Tây, nên thực ra lý do cá nhân là thích ăn phở sáng ngay ở tầng dưới. Thế đấy là lý do tại làm sao mà chọn 23 Lăng Hạ. Ra gõ này của FPT để sau là áp dụng một cách triệt để. Khi đi ra nước ngoài, cứ là chỗ nào có ông anh, ông bác là chúng ta đến, chứ cứ tuyệt đối không mở văn phòng ở những chỗ lung tung là nó rất nguy hiểm. Thì anh Hoàng Việt Anh ngay từ ngày đầu đã rồi, tôi có ông cậu mở tầng 6 thì mình ở tầng 3, thì chết thì cả hai tầng cũng chết. Thì tí nữa thì câu chuyện là tại sao tầng 6, tầng 3 nó còn quay lại nữa, tôi sẽ nhắc lại. Đây là văn phòng đầu tiên của Epsop tại tòa nhà City Flower, gọi là 23 Lăng Hạ, hiện tại vẫn còn đang trở thành một cái siêu thị. Đây là tầng, đây hình như là cái tòa nhà bây giờ đúng không? Chứ không phải lúc đấy. Sau khi có văn phòng đàng hoàng xong thì vẫn chưa có việc gì làm, thì chúng tôi quyết định là đi thi, bởi vì là nâng cao năng lực công nghệ không gì bằng thi. Vì người Việt Nam giỏi thi lắm, anh Thắng lúc nãy nói năm này là học thi được Amazon. Thì nhiệm vụ thi lúc đấy coi, thực ra lúc đấy tại thời điểm đấy Microsoft tổ chức cuộc thi, nhưng mà tất cả anh em đều trượt cả, và mỗi lần thi mất $150, rất là tiếc. Thì chúng tôi đã ra nhiệm vụ này cho anh Nguyễn Đức Quỳnh, thi phải đỗ không thì mất tiền. Thì anh Quỳnh là người đầu tiên thi được cái chứng chỉ MCSC, Microsoft Certified Software Engineer. Anh có, tôi hỏi anh lại là hồi đấy được bao nhiêu điểm? Anh nhớ là khoảng hơn 90, 90%. Nhưng mà yên tâm đi mọi người, yên tâm đi, thi hồi đấy là toàn dùng brain dump. Tức là nó có một loạt câu hỏi mình đã thi rồi, một loạt cái câu trả lời mình chỉ được nhớ câu hỏi và nhớ câu trả lời tương ứng. Thế xong đây. Chính kỹ năng này của anh Quỳnh sau khi Quỳnh đi thi về thì Quỳnh phổ biến cái quyền brain dump giải hữu này, toàn bộ anh em thì đỗ hết. Giống như tôi chẳng làm ngày nào cũng đỗ. Thực ra về sau, thực ra những cái kinh nghiệm đấy rất là quan trọng. Khi chúng ta đi
đầu tiên là phí thôi. Nhưng mà đối với anh em Việt Nam nói chung và F-Shop nói riêng thì thi về tên quá dễ. Quay lại chuyện thi thì nói là năm 2000 khi tôi với anh Bình sang Nhật thì có ông IBM ông ấy hỏi là chúng mày có thằng PMP nào không? Thì anh em không biết nó là cái gì. Anh ấy bảo là không, nhưng mà về tra tiếp. Nhưng mà vừa rồi mình xem đến năm 2007 chúng ta mới có một cái PMP đầu tiên, cũng là một cái thi rất quan trọng. Đây là nhiệm vụ thứ hai là thi bằng chứng chỉ. Nhiệm vụ thứ ba là học tiếng Anh. Thì chúng tôi cho rằng học tiếng Anh lúc nào cũng không được. Thì rất tiếc là hôm nay không có cô giáo tiếng Anh của chúng ta hay đúng không? Chúng ta đều rất nhớ cô giáo xinh đẹp dịu dàng Trần Thị Thanh Thúy. Định sang Canada đấy. Thì cô giáo đấy thì dạy chúng tôi tiếng Anh hàng ngày và bắt thi TOEFL hàng ngày luôn. Thực ra học tiếng Anh thì đừng có học mà tôi nghĩ thì nên thi được cũng nên học. Thi nhiều tự nhiên giỏi. Về sau tôi phổ biến các bạn cái thi giỏi này. Mà nhất là bây giờ nó có thi online liên càng dễ. Nhưng mà chúng tôi chưa có thì cô Thúy, cô chị Thúy cũng mỗi việc là in cái tờ thi ra hàng ngày cho em điền, trong mỗi ngày chị thu lại thì chậm. Và thực sự đấy là trình độ tiếng Anh của anh em chúng tôi là rằng từ đầu đấy rồi đấy, chưa ông nào nó biết gì đâu. Chưa ông nào biết tiếng Anh. Đây là nhiệm vụ thứ ba. Nhiệm vụ thứ tư là như mình nói, viết quy trình. Nhiệm vụ này khó. Cái đống mà anh Hùng Dâu cóp về được thì thực ra mình cũng không hiểu. Thì riêng trong nhóm shop thì bây giờ vẫn thấy có một người là có việc gì không hiểu thì ra cho anh ấy, đấy là Nguyễn Lâm Phương. Anh Nguyễn Lâm Phương làm nhiệm vụ viết cái quy trình mà phải có tên tuổi đàng hoàng. Thì có biết Lâm Phương phải nhớ cái tên cái quy trình của người dân đặt gì nhỉ? Có cái nhóm thì sang hẳn một nhóm. Tôi chỉ nhớ là hồi đấy có đạo một loạt các sách xong rồi viết lại. Thế sau này viết một tiếng Việt xong đưa cho anh Hùng Dâu. Hùng Dâu bảo các cậu hả? Cao thế này rồi. Xong mới lộ ra là của NASA thì anh cứ choáng vào các cậu cũng tầm thường. Nhưng nó không bị nhớ được là cái tên nó là cái gì. Em chỉ nhớ là của NASA. Của NASA. Em nhớ là anh Phương được ra nhiệm vụ viết quy trình phần mềm, tất nhiên là chúng tôi lúc đấy đã viết quy trình phần mềm viết 10 năm rồi thì chưa giờ viết quy trình. Thì anh Phương là người học xong viết rộng thì anh ấy lấy được tiền mạng hồi đấy mà lấy được NASA là nó hiếm có đấy. Bây giờ nó dễ hơn rồi đấy, tôi không biết là anh lấy như thế nào. Nhưng mà đâu có những tài liệu NASA đâu ra. Nhưng mà viết bằng tiếng Việt, tức là mình đạo bằng tiếng Anh, sau đó mình dịch cái tiếng Việt để nộp cho anh Hùng. Đây là nhiệm vụ thứ tư. Nhiệm vụ thứ năm là mình không có khách. Năm anh Bình bảo là bây giờ vì không có khách thì anh ấy sẽ đóng giả khách. Đó là nhiệm vụ này. Anh Bình có mấy ông bạn đây ở bên HP hay sao? Sao anh chắc là thuê tiền, anh mất tiền rồi. Anh thuê các bạn đi sang làm khách để chúng tôi tiếp. Cũng chào, cũng presentation nhưng mà không hợp đồng vì là chỉ giả vờ thôi.